Xin chào các bạn, tôi là Duy Nguyễn. Thì trong cái video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm một kênh hoặc là xóa một kênh ở trên YouTube. Thì bình thường thì các bạn khi mà bạn tạo lập một cái tài khoản trên YouTube thì bạn đã bạn thường có thêm một cái kênh của mình. Ví dụ như của tôi đây là kênh Duy Nguyễn. Thì bây giờ làm như thế nào để tôi có thêm một cái kênh khác? Cái kênh đấy thì video của tôi chỉ up về những cái nội dung như kiểu dạng giải trí hoặc là dạng tin tức. Thì để thêm một kênh thì các bạn kích vào cái biểu tượng logo ở phía bên góc tay phải của màn hình như thế này, và kích với biểu tượng bánh răng cài đặt YouTube. Khi bạn kích vào đây thì để thêm một cái kênh mới, các bạn kích vào cái dòng là xem tất cả các kênh của tôi hoặc tạo kênh mới. Thì ở đây là hiện tại tôi đang có hai kênh, một là kênh hiện tại tôi đang sử dụng là một kênh giải trí Việt. Thì ở đây thì tôi kênh giải trí Việt thì tôi chưa đăng một cái video nào cả. Thì bây giờ tôi có thể tạo thêm một cái kênh mới. Tôi kích vào cái nút dấu cộng như này và tôi đặt tên cho kênh là tin tức 24 giờ. Đó. Sau đó tôi chọn một cái danh mục về nghệ thuật giải trí hoặc thể thao. Cái này tùy bạn có thể lựa chọn các danh mục khác nhau. Đấy. Thì sau đó các bạn nhấn vào cái nút là tôi đồng ý với điều khoản của trang và nhấn nút xong. Như vậy là bạn đã thêm được một cái kênh khác vào trong cái tài khoản YouTube của mình. Và tương tự như cái kênh chính bạn đang sử dụng, thì ở cái kênh sau khi bạn thêm này thì bạn cũng có thể thêm cái hình ảnh về avatar này, thêm về hình ảnh cover, và bạn cũng có thể quản lý cái kênh này và chỉnh sửa cái kênh này bằng cách là vào Creator Studio. Và các bạn có thể đăng ký cái xác minh cái kênh này giống như cái kênh bạn đang sử dụng. Đây, bạn kích vào kênh và trạng thái và tính năng, các bạn nhấn vào nút xác minh. Thì tôi đã có một cái video hướng dẫn về cái cách thức đăng ký tài khoản YouTube Partner và cách xác minh tài khoản, thì các bạn có thể xem ở trong cái danh sách video của tôi. Và đây là cái cách thức để mà các bạn tạo ra một kênh. Và các bạn muốn xóa kênh thì như nào, thì các bạn tương tự như cái bước đầu tiên thì các bạn kích vào cái biểu tượng bánh xe như này. Và trong cái mục tổng quan như này thì các bạn kích vào cái nút nâng cao. Thì phía dưới cùng của cái nút nâng cao này thì các bạn sẽ có cái phần nút xóa kênh. Thì các bạn kích vào nút xóa kênh và nó sẽ hiển thị một thông báo như này: tôi muốn ẩn nội dung của mình, hoặc là tôi muốn xóa vĩnh viễn nội dung của mình. Thì các bạn kích vào cái phần xóa vĩnh viễn. Và xóa nội dung. Cái dấu tích, hai cái dấu tích này để bạn lựa chọn cái hình thức xóa. Thì hiện tại ở đây cái kênh này tôi vừa mới tạo ra, nên là về những cái dữ liệu và những cái thông tin của trên kênh thì chưa có gì cả, nên là tôi sẽ xóa bình thường. Xóa nội dung. Tôi tích vào đây đã. Xác nhận vào hai cái này và tôi xóa nội dung. Xóa nội dung của tôi. Và sau khi bạn nhấn vào nút xóa nội dung của tôi thì sẽ có một thông báo là đã xóa xong nội dung và bạn đã xóa thành công nội dung YouTube của mình. Đó. Ok, như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cái cách thức tạo một kênh và xóa một cái kênh trên YouTube. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.